Xin chào quý vị và các bạn, sau đây tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn tủ điện cấp nguồn cho mặt lạnh SCU. Đây là tủ MCCP AC27F dùng để cấp nguồn cho mặt lạnh SCU tầng 22. Sau đây là ba đèn báo pha của tủ, pha A, pha B và pha C. Trên mặt tủ còn có các thiết bị sau: một đồng hồ vôn kế, đi kèm với một đồng hồ vôn kế là một bộ kiểm tra điện áp pha, điện áp dây của vôn kế, chúng ta có thể vận chuyển để kiểm tra được các điện áp pha, điện áp dây. Một đồng hồ công suất của tủ MCCP AC27F. Trên đồng hồ công suất, chúng ta có thể kiểm tra được công suất của tủ, điện áp và dòng điện. Đây là đồng hồ áp bé kế. Đồng hồ áp bé kế dùng để kiểm tra dòng điện, biết được dòng điện của từng pha. Đây là một bộ kiểm tra dòng của từng pha, pha A, B và C. Trên mặt tủ chúng ta còn có thể hiển thị các thiết bị sau, gồm có các công tác chuyển chế độ auto men của các mặt lạnh, từng mặt lạnh SCU1. Trên đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy đèn báo run, stop và skip để báo các trạng thái của SCU. Trên này chúng ta cũng có 10 bộ điều khiển của SCU. Mỗi một SCU có 3 đèn. Sau đây tôi xin giới thiệu các bạn trong tủ gồm có các thiết bị sau. Trong tủ gồm có một CV tổng cấp nguồn cho tủ là 25A. Đây là 10 automat cấp nguồn cho SCU, mỗi automat 16A. Đây là bộ cộng chì kèm đế dùng để cấp nguồn cho toàn bộ mạch điều khiển của tủ. Còn đây là các relay trung gian dùng để điều khiển các trạng thái của các SCU. Trên đây chúng ta còn có 10 bộ khởi động từ dùng để điều khiển và chạy SCU. Tủ còn có một bộ chuyển đổi nguồn từ 220V xuống 24V dùng để điều khiển và dùng để lấy điện điều khiển cho tủ điều khiển. Khi chúng ta muốn chạy chế độ auto, chúng ta có thể chuyển chế độ ở lúc của từng SCU1 chuyển sang chế độ auto, chúng ta sẽ là chạy auto ở dưới phòng BMS. Nếu chúng ta muốn chạy men, chúng ta nên chuyển sang công tác chế độ men và chúng ta sẽ chạy men ở trên này, men luôn trên này. Tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn tủ điều khiển MCCP AC22F dùng để cấp nguồn cho các mặt lạnh SCU. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.